Chào các bạn nhé. Đây, mùa hè 5 giờ đã sáng trưng như thế này rồi đây. Rồi đấy ạ, hôm nay em vẫn tiếp tục series đạp dậy từ 5 giờ sáng đạp 30 km. Hôm nay trời tạnh ráo này. Em lại quay lại với series dậy từ 5 giờ sáng. Hôm nay em vẫn để mốc là 30 cây số. Nhưng chắc em sẽ đạp hơn. Không biết là sẽ hơn được bao nhiêu. Còn phải xem nhé. Trời này, ôi nhìn trời thôi. Trời này chả giống trời mùa hè đâu các bác nhá. Trời này nhìn trời mùa đông luôn. Trời này. Nha các bác. Đã được 15 km rồi. Đường ra đến đây là sáng rõ lắm mà. Đã được dốc ngoài kia khoảng 16 cây. 15 cây hơn. Thấy xa xa có cái đỏ đỏ giữa màn hình em ấy. Đây là cái đường người ta hái keo, người ta đi xuống ấy. Hái keo người ta thả củ cây xuống đấy. Thôi em lên đây thôi, quay lại. Đây là đến luôn quay lại nhá. Chơi thì sáng rõ rồi, 6 giờ kém. Chào các bác nhá. Đây là cái đoạn mỏ vàng này các bác này. Đoạn này ngày xưa là các cụ đào vàng nhiều lắm. Tầm lâu rồi em thấy kể lại đào vàng rất nhiều. Bên kia đồi toàn hang để đào vàng thôi nhá. Hiện tại thì không còn đào vàng hoàn toàn nhá. Ngày xưa là có đào rất là nhiều. Bây giờ thì dừng hoàn toàn rồi. Đây các bác, em quay lại cho các bác xem đây. Đây. Đoạn này thì có gió này. Và em cũng đảo camera để cho các bác xem xung quanh. Thành ra là nó sẽ hơi ù chút. Em sẽ xin phép lồng tiếng nhé. Đây. Còn đoạn này là cách nhà em còn khoảng 15 cây số, 14 cây số vì quanh gần nhà em thì em xin phép em sẽ không quay ở clip này. Có những clip em sẽ quay một đoạn quanh gần nhà em vì clip nó xuất hiện rất là nhiều, thì cái cảnh đấy các bác xem nhiều các bác quen rồi. Bây giờ em đi những cái cảnh đường mới này, hoặc những cảnh mới, hoặc những cảnh đẹp thì em sẽ quay lại, và kết hợp đấy em sẽ quay về quá trình đạp của em trong để được 30 km. Nhưng mà 30 km mà quay hết thì nó phải vào hơn 1 tiếng cơ. Đây mình rút ngắn chỉ mười mấy phút thôi. Em sẽ cắt đoạn nào em quay, đoạn nào em không quay nhé các bác nhé.
Đấy. Đây bắt đầu chuẩn bị qua đây, em thấy có mấy cây hoa ngũ sắc đẹp này. Ở cái nhà họ bày đẹp phết, ở trong chậu thôi nhưng đang nở đẹp, thành ra qua em lia lên cho các bác nhìn nhé. Đấy. Đây, em tránh mấy cày xong đây. Đây mấy cây hoa nhiều màu phết, hoa đẹp phết. Đây, còn đây có cái suối nhỏ nhỏ này này. Suối nhỏ thế mà hôm nọ mưa to thế lũ lên cao, cao lắm ấy các bác nha. Đây, suối nhỏ như thế mà lũ lên thế này đủ thổi rất là nhiều nhé. Đoạn đường bắt đầu vào đầu của thị trấn Bình Gia có bắn tốc độ nha các bác nha. Bạn này có bắn tốc độ đấy ạ. Thành ra các bác đi qua đây nhớ tập trung đi đúng tốc độ thôi nhé. Đây, có mốc km đây. Này, Bắc Sơn 13 km nha các bác nha. Vâng, đấy ạ. Này các bác nhớ qua đây đi đúng tốc độ các bác nhé. Chào các bác nhé. Giờ cuối khu đầm lầy, nước ngập lên đến trên này. Những lá cây các bác nhìn này, cây đục đục, những cái lá cây đục đục ấy. Này, nước ngập bên đấy, ngập đấy, nước nhiều lắm. Anh nhìn chả thấy màu xanh mấy đâu, không biết bùn vàng hết rồi, mùi cây thối cỏ thối nồng nhiều quá nhỉ. Đây rồi, mênh mông luôn nước kìa. Cỏ kìa, chú cỏ giữa cánh đồng này. Vịt thoải mái, nốc, nhưng dân thì chẳng không giảm năng suất đây quá. Nếu có trận mưa nữa xong, xảy cái lá thì được, lá đụng ngầu luôn. Đây, cũng ngập đây. Có điện cao thế đi. Có cốt điện, em đây điện cao thế rồi. Đi qua giữa cánh đồng này, tốt nhất là những lúc thế này không nên ở gần. Bắn cá đấy. 7 km nữa đến nhà em. Cho nên đạp hết khoảng 1 tiếng 30 phút hoặc 1 tiếng 20 phút do chưa gần 1 tuần không đạp. Làm ngày đầu tiên không đạp được nhanh được các bác. Đạp giãn cơ. Nếu thời tiết tốt thì mai đạp nó mới lên được. Đây các bác nhìn này, mình mông nương nha. Đây là trước cái này toàn cỏ luôn, ngựa chạy tung bay luôn. Bây giờ đây, đấy, phía trong kia toàn là nước kia luôn nhỉ. Còn chim này, cái chim bọ cá. Đây, mình mông nương. Ngựa từ mình đã cho tí trong kia, tí trong kia. Nhìn này, mông luôn. Đấy. Trên cái nhà kia phải đến cái chỗ trần của cái nhà kia, chỗ sân đấy cao hơn. Hôm mưa thì không đi được. Làm vui vẻ nhưng mà cũng thấy là đợi vừa rồi lũ cao, ngày mai em lại chạy tuyến, nếu mà trời không mưa em lại chạy tuyến xuống mạn dưới từ Bắc Sơn hướng đi Thái Nguyên, xem dưới có ngập nha các bác nha. Bờ bắt đầu vào đèo rồi. Chào các bác nhá, tí lên đèo 2 em lại quay thung lũng đấy, xem nước ngập thế nào nhá. Xin chào nhá. Lên lâu chưa? Về trước đây, về còn dọn hàng. Mình gọi anh bạn đi.
nhìn được lắm nha các bác nhá. Bạn này chưa là ốm. Anh đang xuống dốc. Đây, đây thấy còn xanh tí này. Cái này bên đầm lấy nhìn là khè cơ. Đầm nước lâu quá. Gặp các bạn ấy ở chỗ khu di tích ấy. Mà ấy giữ nghị lực nha các bác nha. Mà ốm sau đó mà ấy không đi lại được mà phải ngồi xe lăn tập dần đến khi bạn ấy đi được các bạn là tập đạp xe đạp chỗ lở này ngoài này chỗ lở này chỗ lở ít này chỗ lở nhiều bằng quản lý đường họ đi cả đi rồi chức năng họ đi cả thông đường. Mai tập đi. Đây, ngoài cái nước vẫn ngập. Ở đây mình thấy mùi cây thối nhá các bạn nhá. Tí đấy. Ở đây mình thấy mùi luôn. Bạn ấy tập đi được một chút rồi. Bạn ấy tập đi xe đạp lúc ban đầu đi. Tập đi ngồi lên xe còn ngã. Xong tập đi dần đến khi vào đến chân đèo mỗi lần lên dốc là ngã rồi dần dần đến bây giờ các bạn là vượt đèo được rồi 2 năm là được vượt đèo rồi nhá tốt lắm rồi à, bắt đầu thấy đi được cái xe điện rồi hành trình mình đến đây. Hành trình mình lên đến đấy xong rồi tôi dốc về nhá. Tí vào gần đến nhà đi. Làm quay tiếp tí trước cửa nhà. Rồi. Xin chào các bác nhá. Video clip em xin phép dừng tại đây. Lên dốc đây. Rồi. Trôi về nhà. Kèm theo lát nữa sẽ lên thêm cả clip hàng điện máy. Các bác ủng hộ em nhé. Các bác thứ hai xem xuống một lượt đăng ký kênh và một lượt like nhé. Xin cảm ơn các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Series dậy từ 5 giờ sáng nha các bác ơi. Lên đến đỉnh đây. Quay em tí đỉnh này nữa. Đẹp quá. Đây là hành trình dậy từ 5 giờ sáng của em nhé các bác. Đạp được hơn 30 km nhé. Các bác thấy clip của em hay, các bác cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Ngoài đạp xe buổi sáng ra thì em chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh và các đồ xe đạp nhé. Các bác có nhu cầu ủng hộ em, em quay bằng điện thoại thế nên có những cái đoạn nó bị rung lắc hoặc bị ù, các bác thông cảm giúp em nhé. Em xin cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nhé. Em xin chào các bác nhé. Vâng, đấy, tổng quãng đường của em đạp là như thế này nhé. Vâng, em xin chào các bác.